Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là bốn thần túc. Những gì là bốn? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu thần túc dục tam ma địa, đoạn hành thành tựu, thì nương vào ly, nương vào vô nhiễm, nương vào diệt, hồi hướng giả, đó là thần túc thứ nhất. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu thần túc cần tam ma địa, đoạn hành thành tựu, thì nương vào ly, nương vào vô nhiễm, nương vào diệt, hồi hướng xả, đó là thần túc thứ hai. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu thần túc tâm tam ma địa, đoạn hành thành tựu, thì nương vào ly, nương vào vô nhiễm, nương vào diệt, hồi hướng xả, đó là thần túc thứ ba. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu thần túc quán tam ma địa, đoạn hành thành tựu, thì nương vào ly, nương vào vô nhiễm, nương vào diệt, hồi hướng xả, đó là thần túc thứ tư. Thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là năm căn. Những gì là năm? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì đối tượng tu hành là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là năm đực. Những gì là năm? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì đối tượng tu hành là tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là bảy tri đẳng giác. Những gì là bảy? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì đối tượng tu hành là niệm đẳng giác, trạch pháp đẳng giác, tinh tấn đẳng giác, hỷ đẳng giác, khinh an đẳng giác, định đẳng giác, xả đẳng giác, nương vào ly, nương vào vô nhiễm, nương vào diệt, hồi hướng xả. Thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là tám tri thánh đạo. Những gì là tám? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì đối tượng tu hành là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nương vào ly, nương vào vô nhiễm, nương vào diệt, hồi hướng xả. Thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là ba tam ma địa. Những gì là ba? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, quán tự tướng của tất cả pháp đều là không, tâm được an trụ, thì gọi là pháp môn giải thoát không, cũng gọi là tam ma địa không, đó là tam ma địa thứ nhất. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, vì quán tự tướng của tất cả pháp là không, nên đều không có tướng, tâm được an trụ, thì gọi là pháp môn giải thoát vô tướng, cũng gọi là tam ma địa vô tướng, đó là tam ma địa thứ hai. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, vì quán tự tướng của tất cả pháp là không, nên đều không có sở nguyện, tâm được an trụ, thì gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện, cũng gọi là tam ma địa vô nguyện, đó là tam ma địa thứ ba. Thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, cổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, như thật trí. Đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lúc bấy giờ, tôn giả thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là pháp trí? Phật dạy, thiện hiện, nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết sự chuyển biến tướng sai biệt của năm uẩn vân vân thì đó là pháp trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là loại trí? Thiện hiện, nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết uẩn giới xứ và các duyên khởi hoặc tổng hoặc biệt là vô thường vân vân thì đó là loại trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là thế tục trí? Thiện hiện, nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết tất cả pháp là danh tự giả thiết thì đó là thế tục trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là tha tâm trí?
Thiện hiện nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết tâm tâm sở pháp của hữu tình và tu hành chứng diệt, thì đó là tha tâm trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là khổ trí? Thiện hiện nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết khổ nên chẳng thọ sanh, đó là khổ trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là tập trí? Thiện hiện nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết tập nên đoạn trừ vĩnh viễn, thì đó là tập trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là diệt trí? Thiện hiện nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết diệt nên tác chứng, thì đó là diệt trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là đạo trí? Thiện hiện nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết đạo nên tu tập, thì đó là đạo trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là tận trí? Thiện hiện nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết tham sân si hết, thì đó là tận trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô sanh trí? Thiện hiện nếu trí lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết cõi đến của chúng sanh chẳng sanh lại, thì đó là vô sanh trí. Bạch Thế Tôn, thế nào là như thật trí? Thiện hiện trí nhất thiết tướng của Như Lai, đó là như thật trí. Thiện hiện nên biết, đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là ba vô lậu căn. Những gì là ba? Đó là vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. Lúc bấy giờ, thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là vị tri đương tri căn? Phật dạy, thiện hiện nếu các hành giả đối với các thánh đế chưa được hiện quán, chưa được thánh quả, nhưng có tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, thì đó gọi là vị tri đương tri căn. Bạch Thế Tôn, thế nào là dĩ tri căn? Thiện hiện nếu các hành giả đối với các thánh đế đã được hiện quán, đã được thánh quả, lại có tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, thì đó gọi là dĩ tri căn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là cụ tri căn? Thiện hiện các hành giả hoặc là A-la-hán, hoặc là độc giác, hoặc là Bồ-Tát đã trụ thập địa, hoặc là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, có tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, thì đó gọi là cụ tri căn. Thiện hiện ba căn như vậy, nếu ai lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ-Tát. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là ba tam ma địa. Những gì là ba? Đó là tam ma địa hữu tầm hữu tứ, tam ma địa vô tầm duy tứ, tam ma địa vô tầm vô tứ. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là tam ma địa hữu tầm hữu tứ? Phật dạy, thiện hiện nếu lìa pháp dục ác bất thiện có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập tịnh lự ban đầu và an trú trọn vẹn trong đó, thì đó là tam ma địa hữu tầm hữu tứ. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô tầm duy tứ? Thiện hiện nếu là định ở giữa tịnh lự ban đầu và tịnh lự thứ hai, thì đó là tam ma địa vô tầm duy tứ. Bạch Thế Tôn, thế nào là tam ma địa vô tầm vô tứ? Thiện hiện nếu là tịnh lự thứ ba cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì đó là tam ma địa vô tầm vô tứ. Thiện hiện với ba tam ma địa như vậy, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện ấy, thì nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 10 tùy niệm. Những gì là 10? Đó là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xả, tùy niệm Thiên, tùy niệm Tịch, Tịnh, Yểm Ly, tùy niệm Nhập Xuất Tức, tùy niệm Thân, tùy niệm Tử. Thiện hiện với 10 tùy niệm như vậy, nếu ai lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát nghĩa là đối với 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định,